Mến chào mọi người nha. Thì hôm nay mình không có làm video mới mọi người. Mình hôm nay mình đi mua bánh hẹ nè mọi người. Bánh hẹ chiên trứng nè, bánh hẹ chiên trứng nè, ngon lắm, rất là giòn luôn. Nhiêu đây là chỉ có 20k. 20k. Đây chua nè. Dưa chua. Đây là nước chan, thêm ly sữa đậu nành nè. Bây giờ mình mời mọi người dùng nha, chan vô đây miếng. Này ở đây bán ngon lắm mọi người, rất là ngon luôn nè. Hôm nay thì mình cũng trả lời cho những cái câu hỏi mà mấy bạn đã hỏi mình trước đây mà không có dịp để trả lời. Thì hôm nay mình làm cái video này nè, để mình tổng hợp lại những cái câu hỏi của mấy bạn mà hỏi mình đó. Thì hôm nay mình sẽ trả lời luôn. Có bạn hỏi là mình tên thật là gì và quê ở đâu, thì mình xin trả lời tên thật mình là Long, Facebook thì Long Phạm, và quê hương của mình thì ở Long An và sống và làm việc tại Đồng Tháp nha mọi người. Thì năm 92 mình đi đến với Đồng Tháp để mình đi học nghề. Trong lúc đó nói chung thì hoàn cảnh rất là khó khăn mọi người, mình sẽ đi tìm một cái nghề gì đó mình học. Thì cho đến bây giờ là sống ở Đồng Tháp cũng 29 năm rồi mọi người, 29 năm sống ở xứ người. Giờ vậy là mình đã trả lời một câu hỏi cho một bạn. Và câu hỏi thứ hai nữa là có bạn hỏi anh làm video mà anh có vợ chưa mà sao không thấy vợ con anh mà thấy anh nấu không à, và ở nhà chỉ có một mình. Thì mình cũng xin trả lời là mình có vợ, vợ thì đi mua bán bên ngoài, còn mình thì chỉ có ngày ở trong nhà vừa làm nghề và vừa nấu nướng để cho vợ về có thời gian để rảnh rỗi hơn. Chứ người ta đi mua bán bên ngoài rất cực khổ lắm, mà về còn nấu nướng nữa. Mình thì được may mắn có cái nghề ở tại chỗ, ở nhà đó mình làm. Thì mình làm bên cái khâu nữ trang đó mọi người. Mình chỉ lãnh hàng về làm và gia công ăn đồng món thôi. Thì một món đồ vậy là cái giá tiền công nó có bao nhiêu thì nó có sẵn đó, mình làm ít ăn ít, nhiều ăn nhiều. Thì nói chung cái ngày đó ngày xưa mình cũng đam mê đó, mình đam mê mình mới từ Long An và đến với thị xã Hồng Ngự tỉnh Đồng Tháp để mình học cái ngày đó. Ngon quá, nó giòn mà miếng trứng gà béo ngon quá mọi người. Thì mình cũng xin thêm nói thêm nữa là con gái mình giờ thì học đại học năm nhì rồi, học ở thành phố Vĩnh Long. Thì có bạn nào ở Vĩnh Long thì hãy có xem qua cái video này nè, nhớ để lại comment đi, rồi khi nào mình ghé Vĩnh Long đó mình sẽ ghé mấy bạn chơi. Rồi có một bạn hỏi hình như là anh thuận tay trái, thì đúng, thật sự mình thuận luôn cả hai tay. Tại vì làm nghề đó mọi người, làm cái nghề nữ trang á là một tay này nè để mình
cầm một cây nhíp mình gấp, và cái tay này á, là mình cầm cái dồi khè đó. Đó, thành ra là nó sẽ tiện hơn. Ngày xưa mình đi học nghề á, ông thầy ổng kêu á, là phải luyện hai tay. Đó, là làm cho nó mau và đẹp. Thì cái tay trái này á, là mình cầm đũa, cầm muỗng, cầm búa. Còn cái tay mặt này á, là mình cầm kéo, cầm viết. Đó. Chứ cái tay cầm viết thì tay trái không được. Mình không có viết tay trái được. Mời mấy bạn thêm miếng nữa mấy bạn. Ngon quá. Nước chấm này ngon lắm nè, nước chấm này ngon lắm. Mình mua chỉ có 10.000 một phần thôi mà một phần nó có 5 cục. Mình mua luôn hai phần luôn, lâu lâu ăn cho nó ngon. Để ngồi nói chuyện với mấy bạn lâu hơn. Có bạn hỏi là anh có làm nghề gì hay không? Đó. Thì mình nói là mình làm bên thợ bạc. Tối ngày chỉ ở nhà thôi mà, lãnh hàng về nhà. Rồi mình có được cái thời gian để mà nấu nướng, lo cho vợ, cho con. Để người ta có đi bán bên ngoài về đó, có ăn. Chứ thật sự cực lắm mọi người, đi bán bên ngoài về cực lắm. Mình ở nhà thì mình thấy nó cực vậy đó, chứ thật sự nó rất là sung sướng. Bên ngoài tiếp xúc với nắng nè, mưa đó. Mà mình rất là đam mê làm cái YouTube này nè mọi người. Cũng như là ngày xưa mà mình đam mê học thợ bạc vậy đó, mình rất là đam mê luôn. Hiện giờ mình rất là đam mê làm YouTube luôn. Mà mình định làm một cái kênh mà làm về thợ bạc đó mọi người. Mà mình không biết có thành công hay không, mình không dám. Tại vì cái đó video nó lâu lắm mới ra được một video. Tại vì mình lãnh một lô hàng như vậy là cả 100 món hàng lận. Thành ra là làm cỡ một tuần lễ nó mới xong. Thành ra nếu mà làm về cái chủ đề thợ bạc á, thì sợ là không có video để cho mấy bạn xem. Thì mấy bạn nếu có ý kiến, có nhu cầu thì mấy bạn hãy để comment bên dưới đó. Rồi mình sẽ ráng cố gắng làm thêm một cái kênh đó để chia sẻ lên những cái món hàng, món nữ trang của mình làm nha mọi người. Hiện bây giờ ở miền Tây nắng nóng lắm mọi người. Không biết nơi ở của mọi người thì sao không biết, chứ sáng nay giờ này mới có 8 giờ rưỡi thôi mà nó có cái hơi nóng rồi. Sáng mình quên xin ớt rồi. Ở đây ớt trong nhà. Ngon quá. Rất là ngon luôn mọi người. Qua cái video mà mình cũng trả lời cho mấy bạn đó, thì mấy bạn có xem thì và có những ý kiến gì nữa thì nhờ mấy bạn để lại bình luận bên dưới cho mình biết nha. Bạn nào chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhiều hơn.
ngon quá ngon mọi người. Trứng à, ngon quá ngon. Mời mọi người dùng miếng sữa đậu nành á. Sáng mình đi uống cà phê về, mình ghé qua chợ rồi cái mình mua đồ về mình nấu cơm. Nấu cơm xong rồi cái mình mới lên làm nghề nha mấy bạn. Thì trong gia đình thì ngày đó thích muốn ăn cái gì thì mình sẽ làm cái món đó. Chung mọi người làm cái gì cũng khổ lắm, cực lắm. Mình làm thợ bạc nè, cũng có nhiều khi mình tranh thủ hàng cho người ta cũng thức 2-3 giờ khuya để mà chạy hàng cho người ta, chứ cũng không có sướng gì đâu. Làm ra đồng tiền mọi người cực lắm. Còn cái YouTube này thì mình rất là đam mê luôn, thật sự luôn, rất là đam mê luôn. Mà mình để ý thì xưa giờ á, mình đam mê á là sẽ thành công đó mọi người. Mình đam mê mà mình phải cộng vào cái tâm huyết của mình là mình sẽ thành công thôi. Mấy bạn nào mà muốn làm YouTube á mà hơi ngại không dám làm á, sợ nói chuyện này kia đó, thì mọi người nên làm đi để thành công thôi. Những video đầu tiên mình làm mình không dám nói chuyện luôn, thật sự không dám nói chuyện. Nhưng khi mấy bạn làm trên 10 video rồi á là mấy bạn sẽ nói chuyện lưu lót lại. Bạn nào mà đang làm và chuẩn bị làm đó, mới bắt đầu làm thì hãy cố gắng đi, cố gắng làm. Cái gì mình đam mê, đã đam mê là mình mới vào đó. Thì đã vào đó rồi thì mình cứ đưa cái tâm mình vô nữa, đó là sẽ thành công thôi. Quá ngon, rất là ngon luôn mấy bạn. Thì thông qua cái video này thì mình cũng đã trả lời cho mấy bạn là đã có comment hỏi mình, thì mình đã trả lời xong rồi nha mấy bạn. Còn bạn nào muốn làm video á, thì làm YouTube á, thì hãy cố gắng lên, mình đừng chán nản, mình hãy làm, đừng ngại, đừng mặc cảm với những người xung quanh hay là bất cứ gì hết. Họ không giúp được gì cho mình đâu, họ chỉ biết là nói xấu mình thôi. Nhưng mà chuyện ai làm thì người ta sẽ biết, chứ mình tối ngày đâu có rảnh đâu mà đi làm ba cái chuyện mà như kiểu sống ảo. Mấy bạn hãy mạnh dạn lên, tự tin lên. Rồi, thời gian cũng tâm sự nhiều rồi nha mấy bạn, thì thôi mình sẽ chia tay mấy bạn ở đây nha, và hẹn lại những video khác.